Xin chào các bạn thính giả, các bạn đang đến với podcast Người trong môn nghề. Người trong môn nghề là talk show mới do Spyroom sản xuất, tiếp nối thành công của bộ sách Người trong môn nghề mà chúng tôi đã ra mắt trước đây. Đây sẽ là talk show chia sẻ về mọi vấn đề xoay quanh câu chuyện chọn nghề và làm nghề. Đây là bài viết Liệu đồ ăn có ảnh hưởng đến giấc mơ của tác giả Spider Scared. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng bắt đầu bài viết này luôn nhé. Sau bữa cơm trưa hôm qua, tớ được bà chị rủ rê chén món xoài non chua lòng mà bà ấy thường đang nghiền. Phải công nhận mấy món chua này thật hấp dẫn. Như thường nhật, sau đó tớ lên giường đi ngủ. Nhưng hôm nay, một giấc mơ vô cùng kỳ dị và mệt mỏi đã phá tan giấc nghỉ trưa của mình. Trong giấc mơ đó, tớ là một loài nửa người nửa ngựa bị treo bốn chân lên cành cây xoài, cố gắng tìm cách thoát ra mà không được. Phía dưới là thằng bạn tớ nửa người nửa kiến đang đứng cười. Sau khi tỉnh dậy, trong trạng thái còn rất là mệt mỏi và mồ hôi nhễ nhại, mình ngồi suy nghĩ và quyết tâm tìm ra cho bằng được mối liên quan giữa những quả xoài non và giấc mơ vừa rồi. Và đây là những gì mình tìm thấy. Liệu đồ ăn có ảnh hưởng đến giấc mơ của chúng ta? Hẳn bạn cũng đồng ý rằng ăn và ngủ là hai nhu cầu sinh hoạt thiết yếu nhất của mỗi người. Từ rất lâu rồi, loài người đã có thắc mắc liệu rằng những thứ chúng ta ăn vào bữa trưa hoặc bữa tối sẽ tạo ra giấc mơ đẹp hay những cơn ác mộng ngay sau đó hay không? Ở xa xôi bên Tây Phương, từ những năm đầu thế kỷ 20, thậm chí còn có một bộ comic nổi tiếng có tên Dream of the Rabbit Fiend của tác giả Winston McKay, kể lại một loạt những giấc mơ kỳ dị liên quan đến món phô mai cay nổi tiếng xứ Wales có tên là Rabbit. Và gần đây, để giải đáp những thắc mắc từ rất lâu đó của nhiều nền văn hóa, một nghiên cứu đã được tiến hành và công bố năm 2015 của hai tác giả người Mỹ Tor Nielsen và Russell Powell, có tên Dreams of the Rabbit Fiend, Food and Diets as Instigators of Bizarre and Disturbing Dreams. Tạm dịch là thức ăn kẻ gây ra những giấc mơ kỳ quái. Kết quả của nghiên cứu có thể tóm lược như sau. Dựa trên kết quả nghiên cứu trên 396 sinh viên, có 18% người khẳng định rằng việc ăn một số loại thức ăn đặc trưng hoặc ăn quá muộn sẽ ảnh hưởng đến giấc mơ của họ. Về loại thức ăn, có gần một nửa, khoảng 44% thấy rằng khi họ sử dụng những thực phẩm sản xuất từ phô mai, sữa hoặc kem vào buổi tối thì họ sẽ gặp phải những giấc mơ lộn xộn, disturbing và kỳ quái, bizarre. Về vị thức ăn, đồ ăn ngọt có liên quan đến 27% giấc mơ lộn xộn và 13% giấc mơ quái dị. Thức ăn cay nóng là nguyên nhân thường gặp thứ hai, chiếm 19%, dẫn đến những kiểu giấc mơ này. Về giờ giấc bữa ăn, những bữa ăn muộn hay gần với giấc ngủ cũng được thấy là một yếu tố liên quan chặt chẽ với những cơn ác mộng, chiếm 47,2%. Thật bất ngờ phải không? Kết quả này giúp chúng ta có thể khẳng định một điều, bữa ăn có ảnh hưởng đến nội dung của giấc mơ. Có nhiều lý do có thể được đưa ra để giải thích cho những kết quả này. Thứ nhất, có thể sẽ thấy rằng ăn quá muộn về đêm, thời điểm hệ tiêu hóa giảm hoạt động sẽ dẫn đến hiện tượng ứ trệ thức ăn và sinh hơi, gây cảm giác trướng bụng và khó ngủ. Thứ hai, đồ ăn cay nóng là yếu tố điển hình gây kích ứng với niêm mạc dạ dày ruột, tạo ra những cảm giác nóng bụng hoặc khó chịu sau khi ăn. Những cảm giác này có thể là thủ phạm trực tiếp dẫn đến hiện tượng khó đi vào giấc ngủ sâu và tạo ra những giấc mơ quái đản, làm giấc ngủ chập chờn và cuối cùng là giảm chất lượng sự nghỉ ngơi. Như vậy, qua một số thông tin nho nhỏ, mình hy vọng bạn có thể định hình được một phần nguyên nhân gây nên những ác mộng đáng sợ của mình. Chúng ta có cách để tránh những cơn ác mộng rồi.
liệu chúng ta có công thức của những giấc mơ đẹp hay không? Câu hỏi sẽ phải đặt ra cho tương lai mà thôi. Nhưng có một điều còn làm mình chưa hài lòng. Những kết quả trên là một nghiên cứu dựa trên bữa ăn của người Mỹ. Đồ ăn lại là một vấn đề hoàn toàn mang tính địa phương, ẩm thực phương Tây thì hoàn toàn khác với ẩm thực của người châu Á. Liệu rằng người Việt chúng ta có tìm ra cho mình một công thức để tránh những giấc mơ tồi tệ hay không? Vì vậy, kết thúc bài viết ngắn này, tớ muốn bạn hãy cùng tớ làm một thử nghiệm nhỏ. Hãy thử kết thúc bữa trưa bằng việc ăn một trong ba loại đồ ăn: ngọt, cay hoặc chua, và sau đó lên giường nằm ngủ. Và sau đó, hãy giúp mình kể lại giấc mơ của bạn được không? Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này. Và nếu các bạn có thử cái thí nghiệm ở cuối bài của tác giả thì hãy nhớ quay lại đây và comment cho chúng mình được biết nhé. Và cũng đừng quên ấn like, share và ấn subscribe để ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào website của nhà nhện là spiderroom.com để tìm đọc thêm nhé. Và mình là Khánh Linh. Bye!